Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Thiên Trang Official. Các bạn thân mến, rất nhiều người đang chật vật, khổ sở với chứng bệnh yếu sinh lý, nhất là bởi đây là chứng bệnh khó nói, khiến các anh e ngại không dám thổ lộ cùng ai. Chính vì thế mà nhiều người đã chọn cách âm thầm chịu đựng. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, nam giới cần phải có cách chữa trị hiệu quả càng sớm càng tốt. Ngoài việc chữa trị, các anh nam giới nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, tăng cường các món bổ dưỡng có tác dụng tốt cho sinh lý nam giới, như vậy mới cải thiện được tình trạng yếu sinh lý hiệu quả. Và có lẽ mọi người chưa biết, dưa hấu cũng là một trong những loại trái cây có tác dụng tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới rất tốt, được các chuyên gia khuyến khích sử dụng. Thành phần L-citrulline dồi dào trong dưa hấu sẽ giúp kích thích lưu thông máu tới dương vật, từ đó có thể giúp dương vật tăng tốc độ cũng như là duy trì sự cương cứng, nâng cao khả năng tình dục ở phái mạnh. Vì vậy, nhiều người ví dưa hấu như là Viagra tự nhiên. Ngoài ra, các anh cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm nhất nam dương. Đây cũng là một cách giúp cải thiện sinh lý nam vô cùng hiệu quả. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Trang tìm hiểu thêm về tác dụng của dưa hấu đối với việc cải thiện sinh lý nam nhé. Sau khi biết được những khám phá thú vị từ loại quả này, chắc hẳn bạn sẽ thường xuyên tiêu thụ loại quả này cho xem. Tác dụng của dưa hấu Viagra tự nhiên cho nam giới. Không chỉ là loại trái cây được dùng để giải khát hay là làm đẹp, dưa hấu còn có khả năng chữa bệnh. Theo đông y, quả dưa hấu có vị ngon, mát, tính lạnh, có tác dụng giải khát, giải say nắng, lợi tiểu, hạ huyết áp. Từ xa xưa, dưa hấu thường được dùng điều trị nóng trong bàng quang, đái buốt, viêm thận phủ thủng, vàng da, da máu, viêm họng vô cùng hiệu quả. Cả phần thịt quả, lớp vỏ xanh hay là phần cùi trắng lẫn hạt đều có thể làm thuốc trị bệnh. Trong các y thư cổ như là Bàn Thảo Phùng Nguyên hay là Nhật Dụng Bàn Thảo đều cho rằng dưa hấu có công dụng thanh nhiệt giải thử, trừ phiền chỉ khát, lợi tiểu tiện. Loại quả này được sử dụng dùng nhiều để điều trị các chứng như là mụn nhọt, viêm loét miệng, phù thủng do là viêm thận hay đái tháo đường, cao huyết áp, say nắng, lị hay giải độc rượu. Theo y học hiện đại thì dưa hấu sẽ giúp tăng cường sinh lý, hỗ trợ điều trị và giúp nam giới phòng tránh chứng rối loạn cương dương hữu hiệu. Không những thế, trong dưa hấu chứa hàm lượng đặc biệt cao, loại amino acid có tên citrulline. Chất này có trong vỏ và ruột dưa hấu. Khi được hấp thụ nhiều vào cơ thể, sẽ tương tác với các enzyme tạo ra arginine, một chất sẽ kích hoạt nitric oxid, làm giãn các mạch máu, đặc biệt là mạch máu của cơ quan sinh dục, giúp cải thiện chức năng sinh lý. Ngoài ra, thêm một lợi ích nổi trội mà dưa hấu mang lại không thể bỏ qua nữa là ăn dưa hấu thường xuyên sẽ giúp kiểm soát trọng lượng cũng như là giảm lượng chất béo tích tụ bên trong các mạch máu. Do đó, không có lý do gì mà nam giới không tăng cường tiêu thụ loại quả mọng nước thanh mát này lại giúp trợ dương tuyệt vời này cả. Hướng dẫn cách tăng cường sinh lý tốt nhất bằng dưa hấu. Để giải quyết những rắc rối trong khả năng dương chiếu, tăng ham muốn tình dục, nam giới nên đều đặn sử dụng dưa hấu. Tuy nhiên, chất citrulline giúp cường dương tập trung nhiều ở phần cùi của dưa hấu hơn là phần ruột đỏ, do đó hãy ưu tiên ăn vỏ dưa. Đặc biệt, dưa hấu ruột vàng là loại có nhiều chất này nhất. Ngoài ra, nếu có thời gian, bạn hãy học cách chế biến món nước ép dưa hấu đơn giản nhưng rất lạ miệng, thơm ngon, hấp dẫn lại tăng cường sinh lý hiệu quả sau đây. Nguyên liệu bao gồm một quả dưa hấu khoảng 2 cân, 6 quả chanh tươi và đá viên. Cách thực hiện, đầu tiên bạn vắt chanh tươi lấy nước cốt, sau đó dưa hấu gọt vỏ rồi cắt miếng nhỏ cho vào máy xay, ép lấy phần nước. Trộn nước ép dưa hấu cùng với nước cốt chanh và nước tinh khiết vào bình lớn, khuấy đều và thêm đá viên. Cùng vài lát chanh tươi rồi uống ngay. Ngoài những cách sử dụng dưa hấu để tăng cường sinh lý thì mọi người cũng có thể sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý phái mạnh như là nhất nam dương. Nhất nam dương với các thành phần từ các thảo dược tự nhiên như là dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tàm đực và nhục thông dung. Đây đều là những thảo dược được sử dụng trong việc tăng cường sinh lý ở nam giới. Sản phẩm nhất nam dương không chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh, mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Chính vì vậy, nhất nam dương là giải pháp hiệu quả và an toàn giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông. Mong rằng với những chia sẻ của Trang ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho quý vị và các bạn trong việc cải thiện tình trạng sinh lý của mình. Nếu còn có thắc mắc hay câu hỏi gì cần được giải đáp, hãy để lại comment hoặc nhắn tin trực tiếp cho Trang. Trang sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!